Con mở cái clip của sư phụ coi thường lắm. Ở nhà không có làm gì hết. Vậy hả? Dạ. Có bổ ích gì không? Dạ thì sư phụ dạy sao con nghe theo vậy. Nhưng mà bởi già vì đây sư tổ là đức bình hữu sổ, đức thầy nói thời mạt pháp á, ngu thành khôn là chỗ này nè. Dạ. Còn khôn quá thành ngu á là cái chỗ mà cứ ngồi phân tách này phân tách nọ nó hay là còn hay đó. Con của Phật là khù khờn vậy, ngu thành khôn là về trời hết. Còn mấy thằng khôn cho nó dưới này đi. Bởi vì xưa Phật trời nói là thời nay là chúng hết. Con có ma có quỷ á, nó là nó khôn nó lành lắm. Hồ viết thế này cũng là gieo duyên cho những ai mà có phước có cái tờ này. Rồi từ từ họ được sự mầu nhiệm á, thì từ từ họ cũng sẽ tìm cơ hội, mỗi lần thụ về đây họ cũng tới, thì họ cũng là đệ tử. Sư phụ nè, cô bé đó cô sư phụ, nguyên cái dấu nhân tâm trên trán nè. Nó làm cái gì? Dạ cô bé đó, nó bé nó mới đi nãy giờ, y chang rồi sư phụ. Có à? Dạ, rồi nó màu xanh. Chắc cô này, chắc cô bé này chắc chừng tuổi 2 tuổi mà nói là hồi có bầu nó có gặp sư phụ rồi. Rồi bây giờ bé đó là Thiên Tâm. Thiên Tâm hiện trên bầu trời Sài Gòn á. Dạ. Nguyên cái dấu luôn á. Dạ. Nếu mà không mà hiện mà không màu nhiệm thì sao hiện trên đó. Dạ. Còn dấu Thiên Tâm á hiện bây giờ á, ai mà đeo á nó sẽ khác hơn á, những người bình thường không có đeo. Dạ. Chuyện gì nó cũng có thể, chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không, chuyện xui á. Rồi nó cũng lướt qua một cách nhẹ nhàng. Trong gia đình cũng được im thấm nữa. Cho nên thời nay phải nên đeo. Phụ phải đeo á. Cái này nó, mấy con bình thường thì nhìn vậy, nhưng mà nó có thần thông lắm. Những cái gì nằm trong cơ thể cho phụ mà cầm hay là vô đây thì nó là giống như cái máy nhà đèn vậy, đẩy trong hào quang mà, thì nó vô trong này nhiều lắm. Thì mấy cái đứa đệ tử đeo á, tự mình truyền cái điển, cái thần thông của mình trong cái dấu của mình đeo. Chúng ta ai cũng có thần thông, ai cũng có hào quang hết, nó mạnh hay yếu thôi nghe. Mấy ông thầy cũng có, nhưng mà cái tâm ổng tà thì ổng truyền thần thông tà vô cái dấu rồi đeo vô. Cho nên nhiều lúc á, đeo tầm bậy tầm bạ, có mấy người mà mình không biết rõ đó, mình bị lừng sừng nhức đầu hoài là vậy á. Cho nên không phải muốn đeo gì có ai đeo đâu. Thì cái ý nghĩa là vậy. Cho nên cái này sư phụ đeo theo á, là thứ nhất để cho những người chơi bùa chơi ngải mà đứng xung quanh này á, cũng không có làm gì được sư phụ. Tại vì bảy giờ hồi quang nó cản nhờ cái thần lực này. Thì đồng thời á, sư phụ thấy người nào mà bệnh trong người á, sư phụ để lên á, nó cũng rút cái bệnh vô đây, thì khỏi đi bác sĩ, khỏi nhà thương. Người nào sắp chết sư phụ để vô á, cũng sống thêm được vài ba năm. Trong vài ba năm mà quay đầu với cha mà đọc kinh á, là con thấy nó khác hơn là một người không biết gì. Ngày mai ngã cái bạch thì lúc đó đi đâu? Cửa thiên đàng á, đâu có mở cho những người không biết lên cầu thang thiên đàng đâu. Mô Phật sư phụ, chị này mà con quen á, con mới nói với chị là biết sư phụ biết đạo cha mà anh chồng của chị bệnh nặng quá, xin sư phụ nhìn mặt là biết bệnh nặng rồi. Dạ. Con xin... nhưng mà cái ngã còn lớn. Dạ. Để cho khi hết ngã đi. Dạ, xin thầy giúp giùm đi. Sư phụ xuống trần á, lập đạo cứu nhân loại 8 tỷ thời nay, 10 năm sau, 50 năm sau 8 tỷ của lớp mới, nó sẽ cứu 800.000 tỷ của trong 3.000 năm về sau. Còn mỗi một cá nhân, nhân loại á, phải biết vô đó lại, rồi dòng thời phải, giống như con nuôi con của con, mới về sanh ra, đứa baby nó làm gì, con chim mới đẻ ra nó làm gì, đói, đói, hả miệng. Còn muốn sư phụ cứu ít nhất cũng phải vô lại cha rồi qua đây rồi phải nói cái gì, không phải ngồi im cái là sư phụ cứu. Phụ đâu phải thầy thuốc đâu, phụ thầy thuốc là sư phụ giàu rồi con. Dạ, có lại rồi hả?
Rồi dấu thiên tâm có đeo đâu, đâu thấy đâu. Chưa có. Thì đó là cái nhẽ. Muốn có đâu, phải khó đâu. Nhìn là biết rồi. Trước khi gặp sư phụ mà muốn cứu bệnh là phải biết cha rành, biết biết thiên tâm là gì thì phải đeo dấu hiệu thiên tâm trước. Chứ không phải mang cái thân tàn ma dại tới đây rồi cái sư phụ cứu hết bệnh này về cái tung tăng quậy nữa. Trời, hôm nay xưa có bồ nhiều lắm. Cười. Có không đệ tử? Cười là có, nhìn là biết rồi. Cho nên sư phụ nhìn là thấy ngã. Còn tự đặt cái tên, rồi tên thiên là cái gì? Thấy chưa? Thì là cái nhã. Chưa biết gì. Cái sư phụ lên mạng 5 năm nay rồi. Ai mà không biết. Mới đi bữa nay ngày đầu tiên. Ủa nhưng mà sư phụ trên truyền hình 5 năm nay cái điện thoại có không? Trời xài điện thoại iPhone 14 nữa kìa. Làm sao mà không có? Bấm những Ngô Tấn Kiệt mỗi một ngày á, người ta tìm tên sư phụ là gần 300.000 người trên Google nó báo cáo á. Thầy chẳng lẽ ở đây sát bên Thiên Long Giang thì không sao không biết sư phụ. Đúng không? Thì sư phụ nó có trúng không? Cái nhã con mà. Nhưng mà cũng ok, tu theo thì cũng được á. Tu theo nhưng mà cũng phải là thiệt. Sư phụ đâu có lấy ai đồng xu nào, tới ngày hôm nay cũng chưa có xin đệ tử nào một xin một cát. Sư phụ chỉ đưa Thiền Bát Nhã tới. Nhưng mà Thiền Bát Nhã đâu có thể kéo người ta lên. Thiền Bát Nhã mấy con phải bò lên á. Phải biết sám hối thì mới lên được Thiền Bát Nhã. Đi về trời mà. Còn Quỷ Dương á, mỗi một ngày nó mở khóa tu á, nó kêu mỗi Phật tử phải ke đem theo 100 người tới, rồi phải cúng dường cái quỷ tùm lum. Mỗi lần sư phụ đi á, thà ngồi ngoài trời mình không có tốt gì hết. Nhưng mà sư phụ không bao giờ để cho một đứa đệ tử nào tốn 5 đồng bạc kinh đó. Mỗi lần sư phụ đi giống như kiểu này về Nam Cali á, phải lựa công viên, rồi phải chỗ nào mà bạc kinh free. Mình về trời mình không có tốn tiền, còn chỗ nào mà tiền bạc bạc á, là đi theo quỷ á. Nhớ lời sư phụ dạy cái đó. Con nghe sư phụ, nhà con có bằng tiền được 3 năm mà. Đi trong được bằng thờ cha 2 năm. Cái đó đó, nó đã có phong tục gần 90.000 năm. Dạ, thì thể chế vô thần thông tính nước Việt, họ không có muốn cho dân tộc biết Thượng Đế là ai. Họ chỉ muốn biết Hồ Chí Minh là Phật. Thấy không? Và đồng thời họ không có muốn dân tộc 100 họ Bách Việt, 100 triệu người biết Phật là ai luôn. Họ mới cho những vị thầy quốc danh, tuy là mang áo vàng nhưng mà phá đạo. Rồi cho những cọng cỏ thành ra những cọng tóc, để cho mấy triệu người vô đó. Rồi bắt đầu chửi thầy Thích Trúc Thế Minh. Càng chửi chừng nào ổng được lên chức chừng đó. Mục đích là tạo tất cả lòng người nước Việt không có lòng tin ở Phật, không có lòng tin ở cha, chỉ có lòng tin duy nhất đó là Đảng và Hồ Chí Minh. Thì đưa cái dân tộc chúng ta xuống địa ngục. Ngu dân á, chính sách ngu dân. Bây giờ con không có cái gì con nắm thì con nắm ai? Con suy nghĩ đi. Không có cha, không mẹ, không có anh cả, Phật là anh cả, không có cha, không có mẹ, con nắm ai? Suy nghĩ. Đó là chính sách của họ. Cho nên những vị thầy mà họ nói chuyện, ồ không cần đốt nhang vô chùa, mà đốt nhang chuyển ngân bằng tài khoản rồi đại khái. Họ cố tình họ làm như vậy để cho mình nhìn lại cuốn kinh dạy là khấn hương á. Mỗi lần đọc kinh đại thừa, kinh nào cũng có chữ khấn hương, nhưng mà không kêu khấn hương Phật nào chứng. Con hiểu không? Là mục đích để cho dân tộc Việt Nam ghét cái đạo Phật, để mà đi phản ảnh ngược lại, để mà chỉ có nắm một thứ thôi, để mà cứu rỗi. Thì nắm ai cũng biết rồi nè. Cần đốt nhưng mà con phải mở máy hút. Tại vì những vị Phật, Thánh, Tiên, Bồ Tát xuống trần cũng giống như các con đi vô chuồng heo, chuồng gà, nó hôi lắm, thối. Thì mấy vị thương chúng ta, mấy vị mới đứng để chứng buổi lễ con đọc kinh. Nhưng mà cơ thể chúng ta
đã dính chuột thúi thì cần có nhang để mà sái tình. Nhưng mà ngược lại nhang mà là mấy con lừa nhang tốt nha, đừng có chắc quá học. Rồi mình để cho thơ mấy chư thiên, mấy chư Bồ Tát người ta đứng ở đó. Chứ rồi đứng trong chuồng heo nhiều quá chúng ta giống như heo vậy, để chúng ta ngu như heo. Thôi cũng được, tạm tạm được. Nhưng mà cơ thể con cũng hôi vậy. Nên nhang là để mà sát tỉnh. Hôm nay chị đi trong một số trong hộp la chị cũng nhưng chị thấy một sự lan tỏa mà chị cảm thấy nãy giờ chị cũng thần tượng vô cùng. Mà công nghệ thì đàn cây cũng được, nhưng mà sợ nó cháy nhà. Nhưng mà đàn cây á nên đốt nhang thêm lửa nhang của Nhật hay là nhang thơm của Ấn Độ á. Chứ còn nhang kiểu Việt Nam với Tàu, trời ơi, nó làm Ấn Độ gì trong đó mặt cưa bậy bạ, bị xiển á. Chết thì không chết, là bị xiển sập sừ. Mình đâu có thể đọc thời kinh xong mình bị xiển đâu. Cho nên phải mở máy hút và đốt cái nhang ốm ốm nhỏ nhỏ thôi. Chứ đừng có để cái nhang mà dài thòn, khói đừng có nên nữa đó. Dạ con chào. Cứ nói. Dạ con chào. Tại vì con là ở Việt Nam con qua con nhà dạ. Sư phụ dạ. Tại vì con thật sự là con là đạo công giáo. Con xuất phát từ mới qua Mỹ. Nói xúc động từng gặp tưởng tượng á. Rất là xúc động. Công giáo hả? Dạ công giáo mà mẹ bảo lãnh á là thật sự là 12 năm còn. Hồi xưa là trước khi đi Mỹ là có cái luật là dưới 18 tuổi thì được đi, mà trên tuổi đó là không được đi. Lúc đó con như tấm tắc thầy. Dạ, con ở Sacramento, ở San Fran. Con lúc sao con đang ở Houston là sao? Con Houston là con đi cái vấn đề là gặp offline. Chỉ đúng nhà gặp offline. Dạ. Hồi nãy chị đứng chung với nhóm trong cái nhóm member nãy mà tự nhiên cái lòng của con sao muốn quay ngược xe lại đó nha. Ồ vậy đi chung với anh Nhân đó hả? Dạ dạ. Hồi xưa ông Đại Phúc cũng có nhiều đệ tử lắm, mỗi lần mà đệ tử lên đi ông sao làm đệ tử mình đó. Tại vì là có trước khi một cái gạch bông mà đặt á thì nó phải có đất có đá phải không? Trước khi thuyền lớn đưa mình đi ra khỏi hải phận quốc tế thì phải có vỏ giọt xuồng đồ đưa đúng không? Sư phụ là đại thất hạm đội chứa hết thiền bát nhã, cho nên những cái người mà lúc đầu á không biết thì đừng có bao giờ mà lên đó chửi sư phụ để mất cái duyên ở đời này. Sư phụ chỉ mong vậy thôi, thắng được ba lần chừa cái khẩu nghiệp lại. Đừng có bao giờ chửi con của thượng đế. Con của thượng đế xuống trần là chỉ là hy sinh cuộc đời vì nhân loại, không phải riêng nước Việt mà cho cả qua đi cầu thì sẽ còn được phước đời này. Còn sư phụ chín mươi ba thần thần thánh ghi rõ từ lời từ chữ, cho nên ngày nào sư phụ cũng thắng. Thì nên nhớ sư phụ chỉ xuống một lần này lần cuối cùng của một cái mang sắc phàm này, sư phụ phải về trời là luôn với cha mẹ. Khi cái quả địa cầu này, thế giới này, nhất là nước Việt không còn sự bất công của nhân loại nữa, đó là lời nguyện trước khi sư phụ xuống trần. Thế giới này còn sự bất công, thế giới nha. Còn những thằng như Putin hay Tập Cận Bình hay là Biden á, sư phụ khẽ không thời không thành Phật. Các con thành Phật trước, sư phụ đang là Bồ Tát, giữ cái thai là Bồ Tát. Nhưng mà lần này mấy vị nói là con đã thành Phật rồi. Khi thế giới này thành thế giới đại đồng, nước Việt không còn sự bất công, công an không còn ăn hiếp dân nữa, thì con đã tội nguyện cái lời nguyện rồi. Kiếp này thì phụ về trời, cho nên nó đi một mình cũng buồn, thì gom hết đệ tử theo. Thiền Bát Nhã chứa đông lắm, với đức thầy nữa. Đức thầy thì chèo lái, sư phụ là chèo mũi, hai là trò kỳ này về thành Phật. Đức thầy thì đi về với Phật A Di Đà, sư phụ thì đi về với thiên đình với cha với mẹ. Đó là sự thật. Rồi tất cả những người đi đến trước đến sau không biết thì phải nghiên cứu. Đừng có buông những lời mà phỉ báng hay là mấy vị thần thánh đó. Họ rất là không có vui. Mà con thấy tuổi trẻ Việt Nam bây giờ tụi nó ghê lắm.
Giờ con đứng con xúc động, rồi bây giờ con nghĩ những lời sư phụ nói với anh Nhân á. Sư phụ có nãy giờ có nói gì sai không? Mấy con kiểm điểm lại đi, sẵn mình đang máy quay nè, mình gom lại clip này luôn. Nãy giờ sư phụ có nói gì sai với ảnh không ta? Dạ không có sai gì, cho nghe từng lời từng chữ nó đi vào trong. Mấy con thấy có sai gì không? Dạ không. Ở sư phụ kêu cái xây như mà dưới nít đi thử là mà mới biết đá biết vàng không? Không biết chiều nay tới nhà sư phụ nói gì nữa. Sư phụ chỉ thật sự chỉ mong cái dân người Houston này nè biết cái nơi này là linh thiêng, đi về đây. Nên sư phụ bây giờ chưa có phát triển chỗ này lớn nữa mới có khởi nguồn vô lại cha lại mẹ. Nhưng mà dầu sao bước vô cái cổng đó là cũng là một cái mảnh đất không có hận thù, không có sân si, không có danh lợi, không có dụ dỗ, không có những cái gọi là như ở phố chợ ngoài đó. Chỉ có thần là ma hộ, Phật thánh và phong tục của mình, có cha có mẹ đang ngự ở đây. Mảnh đất nào mà có con của Thượng Đế lập ra, mảnh đất là mảnh đất gọi là thánh địa. Thiên Long Giang mãi mãi sẽ là thánh địa. Trên thế giới này người cầm 10 tỷ đô hay là giàu cho giàu cỡ nào, xây lộng lẫy cỡ nào, mà nếu không phải cái chân mệnh mà lập ra, điều đó là của người phàm. Người cõi trời chỉ có xuống đây để mà thăm viếng người chúng ta. Người cõi trời không có thích những cái building hay những cái tòa nhà lớn ba chúc ba vàng gì đâu. Nơi đây nè, Phật Thánh Tiên lúc nào cũng lên xuống. Cho nên lâu lâu á, nên vẫn ba hay dẫn mẹ nó về đây chỉ ngồi gốc cây mà lựa mùa không có mũi á nghe. Vô đây là khấn cây nhang thì là mỗi một ngày đó là cuộc sống. Những người lớn tuổi Houston nó nên làm ba con cũng mới về đây nữa sư phụ. Tức là mỗi ngày không được, đây vô Bel Air Hồng Kông 4 có 20 phút bao nhiêu? Ở dưới chùa Việt Nam Bel Air chỗ Tùng. Thì đâu có xa đâu, 20 phút. Cứ đem cái bịch đồ ăn theo vô đây lại cha lại mẹ ngồi đây ăn. Dạ. Thì cái đó là cái nguồn sống, nhưng cái màu nhiệm là chỗ này lúc nào cũng có những vị hộ pháp. Dạ. Và những vị tiên ở trong đó người ta sẽ giải cái nghiệp cho mình đó. Thì cái màu nhiệm chỗ này nó khác hơn những cái chùa bự ở ngoài Houston ngoài đó, khác hơn xa đó, không có giống đâu. Ok, dù chỉ giao viên được nhiêu đây thôi, nghe đệ tử. Rồi ở đây ai cần á con biết phát ở đây. Rồi sư phụ giờ vô đó con hết bao nhiêu tờ còn lại. Rồi nếu mà không có chỉ viết nó đâu ấy đâu. Dạ. Trả lại đó. Mấy cái viết. Rảnh này chẳng nữa, còn mấy cái này sư phụ không có gì. Ô trả lại. Dạ con. Dạ. Chắc lãnh tiền già, trừ 100 đô á đổi. Dạ không phải con nó lãnh, dạ chắc nó lãnh tiền của con đó. Đưa cho con để con mình tiền với sư phụ. Đó có đại phước đó. Con tặng, con về con nói nó mẹ sẽ đưa con tờ này, con đưa 50.000. Đại sư phụ nói cái tiệm của con sẽ bán đắt nhờ tờ này. Nhiều tiền nó cũng mua.